Kính thưa quý vị, Long An cần di dời 300 hộ dân trong vùng sạt lở. Hiện nay, gần 300 hộ dân ở hai xã Long Hữu Đông và Long Hữu Tây ở Cần Đước, Long An sống dọc theo hai bờ kênh nước mặn có chiều dài 4 km đang đối mặt với cảnh mất đất, mất nhà và có nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng. Nguyên nhân là do triều cường và lượng tàu, thuyền qua lại tấp nập làm đất sạt lở ngày một ăn sâu vào đất liền. Theo người dân sống khu vực trên cho biết, lúc cao điểm có đến 2.000 lượt tàu, thuyền qua lại trên kênh nước mặn, làm sóng đánh dập vào bờ và cứ thế theo thời gian sóng khoét sâu vào đất. Đây là đoạn kênh huyết mạch vừa rút ngắn khoảng cách hơn 10 km so với chạy vòng cặp theo ven biển, vừa là đoạn tránh bão khi tàu, thuyền từ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn. Để chủ động đối phó với tình trạng sạt lở, nhiều hộ dân sống cặp bờ kênh đã chung tay, góp sức, góp tiền, xây bờ rào xi măng để chặn nước. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, bờ rào hoàn toàn không chịu được áp lực của nước, không ngăn được tình trạng sạt lở. Đoạn được đắp đê đá thì bị sập chân đê, đoạn không có được kè thì bị sóng đánh khoét sâu, xoáy mòn, làm sụt lún cả đường đi. Việc sụt lún làm cho mặt đường và nền đất đá thấp dần và nghiêng hẳn về phía bờ đê, nên vào 3 tháng cuối năm, lúc triều cường cao, người dân sống trong cảnh nước ngập gần 0,5 mét. Người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương quan tâm, gấp rút xây dựng bờ đê hoặc có phương án di dời đến những nơi an toàn để cuộc sống ổn định, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra về người và tài sản. Thế nhưng phía chính quyền địa phương cho biết đã báo cáo lên trên và đang chờ trả lời.